Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay em lại về một chiếc Toyota Innova G có năm sản xuất 2010, phiên bản số sàn máy 2.0 máy xăng. Chiếc này mang biển kiểm soát 30F06276. Hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Địa chỉ của em là 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Toyota mang thương hiệu Nhật Bản, số sàn máy 2.0 máy xăng bản đủ, mang tên tư nhân biển Hà Nội. Bác nào Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bạn này. Một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi, rất là rộng rãi các bạn nhá. Đấy, Toyota Innova la răng đúc 4 bánh, lốp xe rất là đẹp các bạn nhá. Đấy, sơn xi thì sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Đấy, tay lắm mở cửa đã được ốp inox mạ chrome này. Đấy, chân kính vè mưa đầy đủ. Tư nhân chính chủ biển Hà Nội, một mẫu xe Innova bản G bản đủ, một mẫu xe lồi đồng của đá, một mẫu xe quốc dân các bác nhé. Đấy, chiếc này được trang bị màn hình cam nùi đầy đủ, hai cặp đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau, đã được ốp inox mạ chrome. Một mẫu xe Innova bản G, số sàn máy 2.0 máy xăng, sơn xi này các bác xem rất là đẹp đẽ các bác nhé. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi, chứ không phải làm bất cứ một cái gì các bác này. Đấy, gạt mưa sau các bác này. Đấy, màn hình cam lùi đầy đủ các bác nhé. Đấy, mang biển kiểm soát Hà Nội 30F06276. Đấy, và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhé. Gầm bệ của nó này, gầm bệ chắc lịch, côn số ngọt. Đấy, máy số ngon các bác nhé. Đấy, đây là phần lốp số cua này, na răng đúc này, rất là ok, cảm biến nùi này. Đấy, cảm biến va chạm các bác nhá, rất là ok, hoạt động rất là trơn tru, gạt mưa sau. Một chiếc Innova bản G. Đây là phần cốp sau xe này. Đấy, gấp hàng ghế thứ ba lại thì cốp của nó rất là rộng rãi các bác nhá. Đấy, cốp rất rộng rãi luôn. Đây là phần đấy, rất là ok các bác này. Hàng ghế thứ ba này gấp lên thì rất là rộng rãi. Phần tất cả những cái đinh bấm máng nước này, đấy, nó nguyên bản các bác nhá, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Một mẫu xe lồi đồng cuối đá mang thương hiệu Nhật Bản. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ đều ok các bác nhé. Trần của nó đây, đây là phần trần của xe này. Trần của nó là trần lỉ nguyên bản theo xe, trang bị hai dàn điều hòa độc lập với một dàn điều hòa đằng trước là ba dàn điều hòa các bác nhé. Con này là bản G bản đủ, tên tư nhân biển Hà Nội. Bác là Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các này. Phần keo chỉ của xe này cam kết là keo chỉ zin các bác nhá. Đấy, lỗ của nó này vuông đét đẹp luôn các bác nhá, không hề có dấu hiệu mom méo chi. Cốp sau xe này phải nói là rất là đẹp trong một mẫu xe Innova, một mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá. Giá tiền chỉ có 279 triệu đồng, 279 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Một mẫu xe Innova, đuôi gió đầy đủ các bác nhé. Đây là phần lốp dép của xe này, phần lốp của nó này, lốp dép rất là đẹp các bác nhé. Phần cua lốp này không hề có dấu hiệu mục mọt chi. Đấy, la răng đúc này, tay lắm mở cửa này, đã được ốp inox mạ chrome này, chân kính này, bè mưa này đầy đủ các bác nhé. Đây là phần hàng ghế thứ hai các bác nhé, hàng ghế giữa này. Đó, các bác xem rất ok, rất là bắt mắt các bác nhé. Phần bật lên xuống này, bật lên xuống đã được ốp inox mạ chrome, ốc bản lề chưa hề động đến ca lê mở lên, keo chỉ, phần keo chỉ của nó đều tắp tắp luôn. Đây là phần cột kèo này, cột kèo đi bấm của xe các bác này. Đấy, em sẽ vạch hết ra cho các bác xem này, còn không các bác này bảo mập mờ. Đấy, nguyên bản luôn các bác nhá, nguyên bản
nguyên bản theo nhà máy sản xuất, một chiếc Innova mang thương hiệu Nhật Bản, có năm sản xuất 2010. Đấy, dòng Toyota thì không nói thì các bác cũng đã biết. Đấy, máy móc của nó cực lành luôn các bác nhá. Đồ đạc thông dụng rất là dễ thay thế. Phần táp lô táp ly cánh cửa của đằng sau bên phụ các bác này. Đấy các bác xem, táp lô táp ly này. Rất đẹp luôn. Âm thanh vũ trường cực hay. Đấy, phần khung cánh cửa. Khung cánh cửa đây. Không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhá. Phần keo chỉ của cánh đằng sau bên phụ này. Đó các bác xem. Rất ok luôn. Bệ bậc lên xuống đã được ốp vlog mạ chrome, trần nỉ nguyên bản theo xe, đã được bọc một lớp nylon. Nội thất thì cực là tươi. Đấy, cửa đóng phập phập các bác nhá, cửa đóng phập phập luôn này các bác này. Đấy. Đây là phần ghế da đằng trước các bác nhá. Đấy, ghế da đằng trước này. Màn hình cam nồi đầy đủ các bác nhá. Bô lăng thì bô lăng 4 chấu. Bô lăng 4 chấu này trang bị túi khí ABS đầy đủ, chống trơn, chống trượt, chống bó cứng. Táp lô của nó này, màn hình cam nồi đầy đủ rồi. Đấy, quả số phanh tay này. Nội thất rất là bắt mắt, bậc lên xuống đã được ốp vlog mạ chrome, nhãn hiệu của Toyota Innova. Đấy. Rất là ok các bác nhá. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em. Alo trực tiếp cho em để được cái giá ưu đãi nhất các bác nhá. Đấy, em tên là Nghị, địa chỉ của em số nhà 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565 các bác nhá. Đây là phần đinh bấm này các bác này. Đinh bấm nguyên bản. Nguyên bản theo nhà máy sản xuất. Không hề mất đến một cái nào. Rất là ok luôn. Phần hấp bả lê này. Chưa hề động đến ca lê mở lết các bác nhá. Tất cả những cái khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt. Một chiếc Toyota Innova mang thương hiệu của Nhật Bản, phiên bản là số sàn, máy 2.0 máy xăng, với giá tiền là 279 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác nhá. Keo chỉ cam kết keo chỉ zin. Đấy, keo chỉ zin đều tâm tắp luôn các bác nhá. Đấy, sơn si thì sạch sẽ đẹp đẽ, nội thất thì rất là bắt mắt luôn. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về đấy, chạy dịch vụ hoặc chạy gia đình đều ok các bác nhá. Phần cua lốp này, ô giảm sóc này, không hề có dấu hiệu gì dầu các bác nhá. Cua lốp của nó vẫn còn nguyên bản các bác nhá. Đấy, một chiếc Innova có năm sản xuất 2010, đăng kiểm còn đến tháng 12 năm 2020 các bác nhá. Đây là phần lóc xe này, có lóc xe của nó đây, rất là ok. Sơn si thì màu vàng cát, sơn si màu vàng cát, mang biển kiểm soát 30F 06276, biển Hà Nội các bác nhá. Hai cặp đèn pha này, hai cặp đèn gầm của nó rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Một mẫu xe Toyota Innova, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cuối đá mang thương hiệu Nhật Bản. Chiếc này bên em đang chào bán với giá là 279 triệu đồng. Vâng, chỉ có 279 triệu đồng. Các bác đã sở hữu xe Toyota Innova bản G bản đủ, tên tư nhân, biển Hà Nội. Đấy, sơn si thì sáng bóng sạch sẽ, lắp ốp bình xăng này các bác này, đã được ốp vlog mạ chrome. Đấy, đây là phần dàn lốp của xe này. Đấy, bốn của lốp của nó khá là ok các bác nhá, rất là đều nhau. Phần cua lốp các bác xem này, cua lốp thì không hề có dấu hiệu mục mọt chi, không hề mục mọt các bác nhá. La răng đúc bốn bánh, trang bị túi khí ABS đầy đủ. Vâng, đây là phần táp lô táp ly của cánh cửa đằng sau bên lái các bác nhá. Táp lô táp ly này rất đẹp, âm thanh thì vũ trường cực hay. Đấy, phần keo chỉ. Đấy, keo chỉ của nó đều táp táp luôn, không hề mất đến một phần. Khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mục mọt các bác nhá. Rất đẹp, bật lên xuống được ốp inox mạ chrome. Nội thất thì rất là bắt mắt. Phần cột kèo keo chỉ đinh bấm nguyên bản, không hề mất đến một cái đinh nào các bác này. Đấy, xe không lỗi các bác nhá, xe không lỗi luôn. Đấy, một chiếc Innova có năm sản xuất 2010, chỉ có 279 triệu đồng, bao gồm phí rút hồ sơ các bác nhá, bao gồm phí rút hồ sơ rồi.
nội thất thì rất là ok. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em. Em tên là Nghị, địa chỉ của em ở 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng các bác nhé. Đấy, nội thất thì rất là ok, rất là bắt mắt. Bật lên xuống này. Đấy, đã được ốp inox mạ chrome, chứng tỏ chủ trước của nó rất là giữ gìn xe đó nhá, yêu xe như con luôn. Đấy, phần táp lô táp đi của cánh cửa đằng trước bên lái các bác này, âm thanh của nó này, âm thanh vũ trường cực hay các bác nhé. Phần keo chỉ zin, khung cánh cửa không hề có hiện tượng mục mọt các bác nhé. Đây là phần hốc bản lề này, tem mác theo người ấy sản xuất đó, các bác xem tem mác theo người ấy sản xuất này, rất là ok. Cột kèo đinh bấm này đó, không hề mất đến một cái đinh nào các bác nhá, không hề mất đến một cái đinh nào. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần bô lăng của xe này. Bô lăng của nó là bô lăng 4 chấu các bác nhé. Đấy, nhãn hiệu của Toyota này. Và sau đây em sẽ lổ máy lên này. Vâng, đề phát lổ ngay các bác nhé, đề phát ăn ngay. Đấy, rất là ok, dòng Toyota thì đi cực là lành. Bô lăng này đấy, hoạt động rất là trơn tru. Phần âm thanh thì vũ trường đấy, âm thanh vũ trường cực hay luôn các bác nhé. Đó, rất là ok. Mặt đồng hồ này không báo lỗi gì các bác nhé. Phần xi nhan đó, rất là ok, hoạt động rất là trơn tru. Phun nước gạt mưa đó, điều hòa thì phải nói là rét run luôn các bác nhé, điều hòa rét run luôn. Màn hình cam nồi này led như soli các bác nhé, led như soli luôn. Trang bị hai tư ký an toàn, một cho người lái với một người ngồi với phụ. Đấy, chắn nắng này đó, mở lên có cả gương trang điểm các bác nhé. Đây, phần gương trang điểm này. Đấy, cái này nó bị đấy, mở ra có gương trang điểm các bác này. Đấy, rất là ok. Còn đèn trần này. Đấy, hộp đựng kính này, trần nỉ này, đã được bọc một lớp ni lông, rất là đẹp các bác nhé. Đấy, đèn trần phía sau này, vùng điều hòa này. Đấy, điều hòa của nó này, rất là mát các bác nhé. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ. Tất cả những ốp cột của nó này, nó khít khít luôn các bác nhé. Âm thanh vũ trường cực hay các bác nhé. Quả số này, phanh tay này, kính lên xuống này. Đó, đấy, chốt khóa cửa này các bác này, rất là ok, hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Gương chỉnh điện này đó, đó, rất là ok, hoạt động rất là trơn tru. Bô lăng 4 chấu rất là đẹp. Khóa khiển này. Đấy, phun nước gạt mưa. Gương chiếu hậu. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé.
Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2010, bản G xịn các bác nhá, bản G. Đấy, mang tên tư nhân biển Hà Nội. Đấy, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá này. Máy móc của nó này rất là khô ráo sạch sẽ luôn nha, lổ rất là êm luôn. Đấy, còn gió đang hoạt động luôn này. Đấy, đây là phần cụm chia ABS này. Đấy, cụm chia ABS chống trơn, chống trượt, chống bó cứng các bác nhá. Đấy, đặc biệt là mang biển kiểm soát Hà Nội. Bác nào Hà Nội, Sài Gòn đứng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác nhá. Cái biển Hà Nội rất là giá trị luôn các bác nhá. Mà xe thật đẹp luôn. Tất cả những cái đinh bấm giằng giật này. Đấy, rất là ok. Không hề có dấu hiệu mom méo các bác nhá. Đấy, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Một mẫu xe Innova. Đấy. Đây là phần máy của nó này. Không hề có hiện tượng rỉ dầu chi các bác nhá. Không hề rỉ dầu. Máy lổ rất là êm. Máy vẫn đang lổ các bác nhá. Em vẫn đang để máy lổ này. Đấy, các bác nghe tiếng máy lổ này. Rất là tròn luôn. Cam kết các bác là không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước. Xe tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Bác là Hà Nội, Sài Gòn thì gặp được mẫu xe này thì quá là ok các bác nhá. Mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Chạy gia đình, chạy dịch vụ đều ok. Đấy, máy móc lổ rất là êm, khô ráo sạch sẽ các bác này. Khô ráo sạch sẽ các bác nhá. Đấy, máy của nó này, máy của nó vẫn còn zin chưa hạ các bác nhá. Máy zin chưa hạ này. Đấy, một chiếc Innova bản G. Lổ rất là êm. Dòng này thì đồ đạc rất là dễ thay thế và đi của nó đi cực là lành luôn các bác nhá. Giá tiền của nó rất là hợp lý, chỉ có 279 triệu đồng. 279 triệu đồng, các bác đã sở hữu chiếc xe Toyota Innova bản G bản đủ, mang biển kiểm soát Hà Nội. Đây là phần lắp capo này. Đấy, lỗ của nó tròn zin nguyên bản luôn, keo chỉ này. Keo chỉ thì đều tăm tắp luôn các bác nhá, đều tăm tắp luôn. Không hề mất đến một phân các bác nhá. Phần tổng quan của lắp capo này. Đây là phần tổng quan khoang máy này. Đó, đo xem rất là bắt mắt. Đấy, em sẽ quay kỹ về phần máy cho các bác xem này. Con này là máy cực chất luôn các bác nhá. Mua về việc đổ xăng tabon bon này các bác nhá. Đổ xăng sử dụng thôi, không phải làm bất cứ một cái gì cả. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Toyota Innova G có năm sản xuất 2010, phiên bản là số sàn, máy 2.0, máy xăng. Hiện tại trước này bên em đang chào bán với giá là 279 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.